Mình xin chào bà con. Nay mình xin giới thiệu cho bà con cái lô đất này có cà phê tơ với tiêu là đẹp luôn. Nằm ở cái vị trí là cách đường đường dầu chỉ có khoảng 30-40 mét gì thôi, mà cách trung tâm xã Nam Nờ Giang thì chỉ có khoảng 1,5 cây số thôi. Thì đây mình xin thông tin cho bà con cái hình ảnh cụ thể. Từ ở đây là cái phía cà mà bà con đang xem đây á, là cà tơ, cà phê tơ. Từ con đường này hất lên phía trên đầu rẫy, tới trên đầu rẫy này cũng có con đường ở như vậy luôn. Đó, từ phía bên bên trái tay tay trái bên đây là chạy dài xuống dưới suối. Thì bên này là chủ rẫy kêu là hơn 1.000 tiêu, 1.000 trụ tiêu như vậy đây. Ở đây nó có một cái hàng ranh họ trồng sầu riêng rồi không biết được mấy cây, thấy cũng nhiều quá. Đó là con đường này là đi thẳng xuống suối luôn. Đó. Mà mình không đi xuống đâu, nắng quá. Từ đây mình thông tin cho bà con luôn là lô rẫy này có tổng diện tích của nó trong sổ là 2 hectare. Đó. 2 hectare đang kêu cái giá là 1,3 tỷ. 1,3 tỷ trên 2 hectare như vậy mà nguồn thu ổn định như vậy thì mình thấy rẻ chứ không mắc. Mà giá này họ đưa ra là còn có thương lượng. Đây mình thông tin cho bà con luôn. Cái con đường này đi bao rẫy, đồng thời lên trên đường rẫy, lên trên đầu rẫy là đi ra đường dầu luôn. Rồi phía trên cũng có con đường đi ngang cái đầu rẫy này cũng y như vậy, đi vòng qua bên này thì nó cũng có con đường đi vòng vào đây luôn. Đó, đường xá thì rất là thuận tiện, đất thì thôi thổi rồi không dốc, chỉ có dốc có một điểm chỗ này. Chút nữa mình đi lên bên trên quay cho bà con xem. Để mình quay cái vườn tiêu tốt xấu như thế nào để cho bà con xem qua cái đó. Tiêu này vừa rồi họ mới hái xong rồi mà nó còn xanh như vậy đây. Đây, có được mấy cây sầu riêng như vậy đang cho bông. Đây, số tiêu này họ kêu hơn 1.000 trụ. Tiêu vẫn còn đẹp. Ở cái tiêu này chạy xuống là giáp với suối lớn, nước thì không phải lo. Đó, đất của nó là bề ngang giáp bên con đường mòn này có cái hàng sầu riêng. Chạy hất về phía bên tay trái mình đây, về phía bên về phía tay phải mình, tôi quên. Đó là chỗ bà con xem đây, là cái chỗ mà tiêu còn xanh xanh đó là của cái thửa đất đang kêu bán này. Chạy dài xuống phía dưới là giáp suối lớn. Hất về phía bên này, chạy thẳng lên đụng trên đường. Thì cái đầu rẫy này nó chỉ cách đường dầu chỉ có khoảng 30 mét thôi. Bây giờ mình đi lên bên trên mình quay tổng thể cho bà con xem. Đây, phía bên này là cà phê tơ. Cà phê tơ này chủ nói là hơn 1.000 cà như vậy đây. Đây, có đường ống tưới dẫn từ dưới suối lên. Lô đất này hầu như là hai bên ranh của nó là chạy từ trên đường chạy thẳng xuống suối, là hầu như là nó thẳng luôn.
nó chỉ có dốc có một điểm ngay chỗ này thôi, điểm một chút thôi, còn bên trên là nó bằng thổi lên tuốt trên đường. Đây cái rành của nó là nó giáp cái vườn tiêu của người ta bên kia, hắt về phía bên này là ngay cái điểm mình đây đang đứng đây là cái rành chạy dài xuống dưới đồng suối. Còn con đường đây á là nó đi bọc qua một đám rẫy liền kề đây nữa, là nó chạy lên trên đường dầu luôn. Thì đám đất này là đường xá thì quá thuận tiện rồi. Đây cái rành này chạy thẳng lên trên trên đường dầu. Trường nắng sợ. Ở trong cái cà phê này là họ có trồng sen bơ vô nè, mà không rõ là bao nhiêu cây. Phía trên đầu rẫy kia thì có một số cây là cũng đang ra bông cho trái rồi. Rồi có sầu riêng đây nữa nè. Nói chung là bơ với sầu riêng là họ trồng sen vô. Cà phê có hàng có lối hết. Cà phê tơ rất là đẹp luôn. Cà này như là năm nay mới là năm thứ ba, năm nay bắt đầu cho trái. Có con đường đi giữa rẫy lên đụng trên đầu đường. Ở đây họ có trồng một số bơ cũng đang ra bông cho trái nhưng mà thấy cũng nhiều đó mà không biết là bao nhiêu gốc. Theo mình nhìn thấy đây là chắc cũng khoảng 100 gốc. 100 gốc bơ đang ra bông cho trái. Đậu trái quá chừng.
Đây, bơ đang ra bông. Cho trái. Đó, cái lành của nó là giáp cái cây to đó. Để thẳng lên trên đường. Ui, bơ đang đậu trái quá chừng. Mấy cây bơ này đậu trái quá chừng rồi. Ui, đậu trái quá chừng luôn. Đậu trái là căng chết luôn. Ui, sao rồi mình thông tin thêm cho bà con là cái lô đất này nó thuộc về xã Nam Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đó, cái ranh lên giáp cái hàng cây kia cũng đồng thời cũng là con đường đi. Diện tích của đám rẫy này là trong sổ là 2 hectare. Đang kêu cái giá là 1 tỷ 3, có bớt ít nhiều gì đó. Đám rẫy này chủ đang rất cần bán. Theo như mình thì ở cái vị trí này mà cái giá có đám đất này mà giá họ đưa ra như vậy là quá rẻ, theo như mình là quá rẻ. Đây, lên tới đây là đường đi. Bà con nào quan tâm cái lô đất này thì alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn đi xem cái lô đất này, gặp chủ và thương lượng giá cả như thế nào. Khu đất này là khu đất của đại gia của xã Nam Nờ Giang một thời. Đây, cái rành của nó tới đây. Cái rành của nó tới đây, đồng thời cũng có con đường luôn, chạy thẳng xuống dưới. Xuống dưới con đường cắt ngang rẫy hồi nãy đó, hồi nãy mình nói đó. Ở đâu? Chạy vòng qua cái con đường dưới là chạy vòng qua một đám rẫy này chứ. Chạy lên, lên lọt ra ngoài đường kìa. Nó cũng ra y như vậy. Đường mà cách nhau có mấy hết à. Đây là từ cái điểm này đi ra tới ngay chỗ đường dầu đây là nó chỉ có mấy chục mét thôi. Thì mình thì 30-40 mét gì thôi. Mà mình đi ra ngoài mình quay đường cho bà con xem luôn. Cái khu dọc dọc theo đường đây là ngã ba, theo ngã ba điểm thu mua nông sản, phân thuốc từ sâu đó. Nhà dân ở đây tập cập theo đường dầu đây thôi. Còn là biệt thự không. Đây, đường dầu.
này chạy vô khoảng chừng 500 mét là đụng cái ngã ba là dân cư là ở đông. Từ cái vị trí này mà đi ra tới trung tâm xã Nam Đà Giang là chỉ có 1,5 cây số thôi. Sẵn đây mình xin nói thêm vài điều. Mình làm clip này đăng lên trên YouTube không phải mục đích để kiếm tiền, mà là muốn quảng giới thiệu tới cho bà con nào có nhu cầu mua đất ở đất nông, đất vườn rẫy. Thì qua cái clip của mình đó, là mình thông tin trước tiên là cái hình ảnh, rồi thông tin cái giá, vị trí. Thì bà con nào xem mà thấy phù hợp với mình thì liên hệ với mình để mình thông tin thêm. Cho nên có cái những cái điều gì mà thiếu sót thì bà con cũng vui lòng bỏ qua cho. Chứ mình làm video đăng lên trên YouTube này không phải là kiếm tiền ở trên YouTube. Đó. Chỉ muốn là mượn YouTube để mà gửi gắm cái hình ảnh nó sắc nét hơn đến cho bà con nào mà có cái nhu cầu thật sự. Mình xin chào bà con, video tới đây xin dừng.